mình đặt mình đâu có đẩy gì đâu, nên em thấy cũng hiệu quả bình thường ha. Cái sợ thấy thôi. Ủa, 4 con anh em ơi, con một bự không có đã luôn, chạy cái dịch cái lợp, cầm cái lợp nghe nặng luôn em. Hello, kính chào, mến chào tất cả anh em nha. Nay mình tiếp tục xuống cái đồng lúa nó cuối trường anh em. Lúa trậu cuối anh em ơi. Thì chỗ này thấy người ta có xả nước rồi nè. Mới đặt cái đầu tiên luôn anh em ơi. Đầu tiên luôn. Thì hôm nay mình đem 19 cái lần anh em ơi. 19 cái lợp lận. Mình sẽ đánh cái hướng này dài dài vô trống với kiếm đường mà nước ta xả mình đánh nha anh em. Mồi thì cũng như mình chỉ anh em nha anh em. Cá lục bình mắm tôm anh em ơi. Em mình sẽ đánh về vô trống nha anh em. Rồi, mình sẽ đánh về dài vô trống nha anh em. Hẹn gặp anh em vào sáng ngày mai nha anh em. Chúc anh em một buổi chiều thật vui vẻ. Ta đi hơi sớm anh em ơi. Màn hình chắc không được rõ quá. Đây, cái đầu tiên. Cái đầu tiên anh em ơi. Ui. Hai con em ơi. Cái tiên hai con. Cái đầu tiên được hai con em ơi. Con đặt 2 mét luôn nè. Đặt bên đây bên kia luôn. Để cái thứ hai. Hui. Trời ơi. Cá lồng tông. Cái thằng con còn ếch anh em ơi. Vẫn còn. Đó. Chấp nước trước đó anh em. Đó. Dừng dừng nước là thấy có lý. Thôi ơi. Cắn một tông. Ồ, con này cũng được 2 con đó anh em ơi. Ít đi. Không được bự anh em. Được 2 ít với số lòng tông anh em ơi. Biết được mấy con đây. Ui. Trời ơi, đó, có hàng khủng anh em ơi, có lý. Trời ơi, nãy mới thấy cái này. Ôi, hai con bự anh em ơi. Đây. Ủa, đang cục mồi anh đó nè. Hai con đồng anh em ơi. Đang cục mồi quá bự luôn. Con này được 2 con có lý nè. Nghe thấy dưới rất là gọn nhẹ nha nè. Okay. Rồi ở trước mặt mình là cái giới không cánh nha nè. Rồi cái này thấy im ru nè. Được một con em ơi. Không cánh được một con. Rồi cái trước chạy anh em nó. Anh em thấy chớp được trước không? Có lý rồi đó. Rồi thì xiết lại lụm đó anh em ơi. Ôi trời nước à. Rung đi nước luôn nè. Bè dữ ha. Có lý có lý.
Ui. Ôi dồi, cái này được 3 con em ơi. 3 cục ếch con cua em. Ôi, này được 3 con nha. Ba con cũng bự bự anh em. Trời, cái này chết rớt rồi quá, không thấy chết nước rồi. Ồ, con này được 1 con em. Ừ, được 1 con em ơi. Lấy. Lấy gai cũng được anh em. Đó, nước từ xa thấy gung kinh nước là thành là thấy có lý nè. Quá phê luôn. Lập này là lập lớn nha em, lập này tới 2 đất 2 lần em ơi. Rồi, này được 2 con bự nè em ơi. Ồ, 2 con chà bá luôn nè em. Lý. Mẫu này tới mẫu 2 đất 2 lần nha em, bự. Rồi, cái trước chạy nữa nè em, luôn quên nước đó nè em. Đó, trước mình là cái giới không cánh nha em. Đó, đung kìa. Bỏ đá luôn em ơi, chạy nữa ơi. Đó. Ui. Vô đây nhảy ầm ầm luôn em. Đó. Ôi ui, 3 con tổ bố luôn em ơi. Ui ui, quá sướng, cầm lợp. Muốn nặng luôn em, 3 con bự. Cái này được 3 con em ơi. Lý. Anh em tùy theo sở thích của anh em nha. Anh em muốn đặt vật đặt lập có cánh không cánh gì anh em thích loại nào đặt loại đó nha anh em, tùy theo sở thích anh em. Không cánh thì này thì nó rất là gọn nhưng đánh hiệu quả, cũng hiệu quả lắm nha anh em. Đó, để tới giới mà thấy nó gung kinh là thấy có lý nha anh em. Ui trời ơi, già nghệ luôn anh em ơi. Hui hui, này có lý nè, quá trời cái này anh em ơi. Rồi cái điểm rồi anh em. 4, 5 con em ơi. Trời ơi, 5 con ếch vô có lợp nặng luôn em. Quá đã luôn, một khúc luôn em. 5 con anh em ơi. Quá. Chung là chỗ này có 5 con ếch, có nhiều là vô hết luôn nha anh em. Đây, chỗ này cái bờ này nó hang ít á, mà chỗ này 5 con là thấy có lý. Trước cây này nè em ơi. Rồi cái này không nghe nhảy gì tới rồi. Ui ui ui, này tức lớn rồi anh em ơi. Này không dạy anh em ơi. Em ru anh em. Ủa, được 3 ếch anh em ơi. Ủa, cái này được 3 con. 3 con nhỏ nhỏ anh em ơi, cũng không được bự nữa. Vừa vừa. Đây, bên đây qua không được máng á, đặt thử bên đây cái. Trời ơi, cũng kinh đâu rồi. Ôi. Ủa, cái này dữ nè, cái này bự nè, cái này chắc chắn bự nè anh em. Trời ơi, lý. Trời ơi, ngon rồi, ngon rồi. Mình như súng luôn. Ôi,
một ít bự anh em ơi, mình mấy nó gian khe luôn, ví dụ có ít nhỏ mình rửa cái lợp cái. Ồ, ít vàng như nghệ luôn em. Trời ơi. Toàn ít vàng nè. Quá vàng luôn. Vàng bóng dữ ha. Bận đồ rồi gần ghi không ha. Quá gần luôn. Nhát vô cái lỗ nước. Trước bên nước nhỏ này cây nữa em ơi. Biết sao đây. Rồi, xong. Này không nghe đồng tình như luôn. Trời ơi, có hàng anh em ơi. Có hàng anh em ơi. Con bự hai con luôn. Lý. Rồi nó mới gu. Đó, đầu rồi chứ giờ mới chịu nhảy nè anh em. Nó hai con anh em ơi. Ủa, hai con em, hai con bự chà bá luôn em ơi. Có lý, có lý. Trẻ ít bự là cầm cái lợp nghe nặng luôn nha nè. Hai con nữa, có lý rồi nè em ơi. Ít này là lợp này nói chung là đánh kiếm thu nhập là rất là ổn nha nè. Anh em nào có nhu cầu mua lợp bên mình thì có thể là đánh kiếm thu nhập luôn nha nè. Anh em đánh kiếm thu nhập, anh em đã đánh phải bốn mấy năm chục cái như nè, bốn năm chục cái gì đó, có gì lóc lên anh em. Thôi vừa cái tê đi lẹ quá nè. Cái đề thì có lẽ cái tên em ơi, tên nổi lên gỗ nữa nè, bắt luôn được một con lý trắng nha nè. Rồi rồi vô tụng luôn. Đi đặt lắp ớt mà không bắt cá trê nữa nè. Rồi tới trước mình cây luôn nè em ơi. Rồi rồi cái này chạy nữa nè em ơi. Lý ơi à. Anh bè. Ui trời ơi. Ủa cái này đông anh em ơi. Ui ui quá trời luôn em ơi, bốn năm con đùa không nè. Ui ngon 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 lành anh em ơi. Đó. Mình đặt mình đâu có đẩy gì đâu nên em thấy có hiệu quả bình thường ha. Cái sợ tao thấy thôi. Ủa con này bốn con anh em ơi, bốn con một bự không quá đã luôn. Chạy cái giật cái lập cầm cái lập nghe nặng luôn em. Cục quá phê luôn em ơi. Đừng máng chút xíu gì mà chạy ghê nè. Nó nằm ở bên đường máng bự này nó qua nè. Để cái lợp ở đây nè em ơi. Để tùy tụng đi, mình quên kia dỡ mấy cái nữa. Mình qua đường này dỡ nữa xong nha em. Ôi ui trời ơi cái này không chạy ớt anh em ơi, chạy cua không. Này được hai cua anh em ơi, không chạy ớt chạy cua. Chế thuốc ốc nè, chế thuốc ốc cá chết.
Cho chế qua luôn á. Ôi vui. Cá tê, hai ếch con cá tê em ơi. Này được hai ếch con cá tê em, quản lý. Lợp này 2 tấc 2 nha anh em, mẫu này mẫu 2 tấc 2 nha anh em. Đây có cái đây nãy con nữa nè, được 2 con anh em ơi, anh em bắt được con nữa, có lý à. Không lợp cái nặng luôn em. Rồi. Quay dài bên kia nữa. Mấy hai cái nữa là xong anh em ơi. Im điểm quá rồi. Trời ơi, khô gan này không chạy anh em ơi. Họ hình thức rồi, không chạy. Cái giới ướt nhẹp, mới thấy cái chạy rồi, giới khô rồi, không chạy. Ô, thì cũng chạy anh em. Trốn dưới anh em ơi. Này có con anh em ơi. Ếch một xíu, anh ăn cục mồi, anh bụng bự chán luôn. Rồi, cái này một con kết, một con ếch với một con cua anh em ơi. Rồi, giờ phía trước một cây nữa là hết lợp nha nè. Rồi, cái này cái cuối cùng anh em ơi. Và tính bé đó anh em thấy hàng không? Hàng nhóc luôn nè, tính đặt này là có lý. Hồi nước lại rồi. Nước luôn gì anh em ơi, khui coi có con gì đây không? Ui. Được con cá lóc một xíu anh em ơi. Rồi, cái cùng thất bại anh em ơi. Rồi mình kính xin cũng xin kết thúc video luôn nha anh em. Anh em nào mà có nhu cầu mua giới đa năng liên hệ mình nha anh em. Đây qua đặt 19 cái bỏ vô tụng rất là gọn nha anh em. Ý mình chỉ nhét không, mình không có ship lại nha. Nhét không á. Đánh rất là hiệu quả nha anh em. Mình sẽ để số điện thoại với phần với tiêu đề cho anh em. Anh em nào có nhu cầu mua giới thì liên hệ mình nha. Rồi, mình xin kết thúc video nha anh em.